Và thưa quý vị, thì nhiều người vẫn nói vui rằng Real Madrid đã làm mất đi sự hấp dẫn của UEFA Champions League, giải đấu mà mỗi năm thì thường có một nhà vô địch mới. Trong 3 năm qua, dù 3 trận đấu chung kết diễn ra ở 3 sân vận động khác nhau, nhưng có một điểm chung là thầy chó Huấn luyện viên Zidane đều chiến thắng và mang cúp về Madrid. Những ngôi sao được chờ đợi nhất ở trận chung kết là Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah đều không tỏa sáng. Thậm chí tiền đạo người Ai Cập còn sớm rời sân vì chấn thương và có thể mất cả World Cup 2018 sau pha va chạm với Sergio Ramos ở trong hiệp 1. Nhiều người nghĩ tới kịch bản Liverpool mất trụ cột nhưng vô địch như Bồ Đào Nha từng mất Ronaldo nhưng lên ngôi Euro. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra bởi thủ thành Karius của đội bóng tới từ nước Anh đã viết một kịch bản khác. Anh mắc 2 sai lầm và khiến cho Liverpool phải nhận 2 bàn thua. Và cùng với đó là một pha xử lý đẹp mắt của Gareth Bale. Real Madrid giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước Liverpool và lần thứ 3 liên tiếp vô địch UEFA Champions League. Đây cũng là lần thứ 4 đội bóng này lên ngôi vô địch trong vòng 5 năm qua. Và Madrid thực sự là thủ đô của bóng đá châu Âu khi mà chức vô địch UEFA Champions League và chức vô địch Europa League đều thuộc về các đội bóng ở thành phố này. Nhiều người thì đã nói rằng Real Madrid đã hay và còn may. Trong suốt hành trình tại UEFA Champions League năm nay, Real Madrid đã tạo ra những áp lực rất lớn và khiến không ít các thủ môn mắc sai lầm hay rơi lệ. Buffon ở vòng tứ kết, Sven Ulreich ở vòng bán kết và tới chung kết là Loris Karius. Hôm nay chẳng phải là Ronaldo hay Mohamed Salah, Karius mới là người được nhắc tới nhiều nhất, khóc nhiều nhất sau những sai lầm khiến cho Liverpool phải nhận thất bại. Điều an ủi với anh có chăng là việc đội chủ sân Anfield luôn nổi tiếng với bài hát You Will Never Walk Alone, bạn sẽ không bao giờ phải đi một mình. Dù cảm thấy rất buồn cùng các cầu thủ, nhưng huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn giữ được sự bình tĩnh trong buổi họp báo. Tôi thật sự hiểu cho cậu ấy, chẳng ai muốn như vậy. Sai lầm đó là chuyện đã xảy ra và chúng ta sẽ không bàn về điều đó. Cả đội sẽ ở bên cạnh anh ấy, không có gì phải thắc mắc cả. Trong khi đó, huấn luyện viên Zidane lại khá hài lòng về chiến thắng và ca ngợi màn trình diễn của các học trò. Cả 3 bàn thắng trong trận này của chúng tôi đều xứng đáng được ghi vào lịch sử của đội bóng. Thật khó để so sánh bàn thắng của Gareth Bale hôm nay với pha lập công của tôi ở trận chung kết gặp Leverkusen 16 năm trước. Điều quan trọng là chúng tôi đã có chiến thắng. Huấn luyện viên Zidane thì vẫn luôn như vậy, không muốn so sánh bàn thắng đẹp của mình với các học trò từ Cristiano Ronaldo rồi Gareth Bale với những tình huống móc bóng đầy ngẫu hứng. Huấn luyện viên người Pháp dường như sinh ra để cho UEFA Champions League vô địch khi còn là một cầu thủ và giành hat-trick chiến thắng khi là một huấn luyện viên. Real Madrid đã không thay đổi quá nhiều về lực lượng ở mùa giải năm nay nhưng vẫn bảo vệ được chức vô địch Champions League. Nhưng mùa tới có thể sẽ khác sau khi mà rất là nhiều ngôi sao sau chức vô địch này đã có những đồn đoán về tương lai. Ronaldo đã có những chia sẻ ở khu vực mix zone vốn dành cho phóng viên quốc tế sau trận chung kết. Tôi hay mắc sai lầm khi chọn thời điểm không thích hợp để nói về tương lai. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là cảm giác chiến thắng. Còn về chuyện đi hay ở, tôi thật sự cần bàn thêm với gia đình mình và cả người đại diện. Đội bóng đã dành cho tôi sự hỗ trợ tối đa, còn các cổ động viên luôn bên cạnh tôi. Thật khó để đưa ra quyết định lúc này. Huấn luyện viên Zidane tỏ ra khá do dự khi nhắc đến tương lai của Cristiano Ronaldo, người đã có tất cả các danh hiệu cần có trong vá Real Madrid. Ronaldo vẫn là một phần của Real Madrid. Tôi vẫn nghĩ anh ấy sẽ ở lại, nhưng mọi chuyện vẫn đang ở phía trước. Việc Gareth Bale và Cristiano Ronaldo có thể không tiếp tục thi đấu cho Real Madrid là điều đã được bàn tới vài tháng qua. Cả hai cầu thủ này đều tương đối lớn tuổi, giành đủ các danh hiệu và không còn duy trì tốc độ như trước. Trong khi đó, Real Madrid muốn tìm kiếm những gương mặt mới, có động lực thi đấu hơn và quan trọng là tiếp tục giúp câu lạc bộ gia tăng giá trị về hình ảnh. Những mục tiêu mà Real Madrid nhắm tới là Harry Kane và Neymar. Họ sẽ chỉ có thể có được những cầu thủ này nếu như sẵn sàng chia tay với những người đã có nhiều đóng góp và chịu chi ra một số tiền lớn. Tương lai của các cầu thủ sẽ được giải quyết trong những tháng sắp tới. Còn giờ là lúc để ăn mừng. Các ngôi sao của Real Madrid chụp ảnh cùng với chiếc cúp với việc là giơ 4 ngón tay tượng trưng cho 4 danh hiệu trong 5 năm vừa qua. Nhưng còn với Cristiano Ronaldo, anh có thể xòe cả bàn tay vì đã có thêm một chức vô địch cùng với Manchester United trước đó. Còn các cổ động viên của Real Madrid thì cảm xúc vẫn như là lần đầu họ vô địch vậy. Từ Kiev cho tới Madrid, các cổ động viên của Real Madrid đã có một đêm không ngủ để ăn mừng chiến thắng này. Họ đã phải chờ đợi trong kiên nhẫn ở mùa giải năm nay khi Barcelona lên ngôi vô địch tại Tây Ban Nha, còn Atletico Madrid vô địch Europa League. Giờ là lúc các cổ động viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được mở tiệc và bữa tiệc sau cùng luôn là bữa tiệc vui nhất. Giữa một biển người mênh mông và hò reo chiến thắng như thế này thì cách tận hưởng đặc biệt nhất là trèo lên thật cao như cổ động viên này.
Nhưng đây mới chỉ là màn khởi đầu mà thôi. Bữa tiệc chính thức là khi các cầu thủ trở về trong ngày hôm nay và những màn diễu hành quen thuộc tới quảng trường Cibeles để chia vui cùng các cổ động viên. Real Madrid tiếp tục là nhà vô địch châu Âu năm thứ 3 liên tiếp. Vâng, thật khó có thể diễn tả được niềm vui của các cổ động viên đối với đội bóng Real Madrid của mình, đúng không ạ? Thực ra thì tôi luôn luôn hâm mộ cầu thủ Zidane và bây giờ là huấn luyện viên Zidane, đúng không ạ? Vậy thì theo anh Quang Việt, sau khi theo dõi cái trận đấu này thì cái chiến thắng của Real Madrid thực sự là may mắn hay là tài năng ạ? Tôi nghĩ là một nhà vô địch thì luôn cần may mắn, nhưng không có sự may mắn nào nối dài 3 lần liền khi mà họ bảo vệ thành công trước vô địch thì mọi người đã nói may mắn rồi. Trong suốt hành trình năm nay có những trận đấu mà đối thủ cầu thủ bị chấn thương ra sớm hay thủ môn mắc sai lầm thì nhiều người đều nói Real may mắn, nhưng mà tôi nghĩ là họ đã tạo ra may mắn đó với những áp lực mà họ khiến cho đối thủ buộc phải mắc sai lầm. Vâng, thực sự là một cái đêm có thể nói như anh nói là không ngủ, đúng không ạ? Một đêm trắng, không phải vì chúng ta mất ngủ mà là chúng ta hoàn toàn không ngủ để có thể mừng chiến thắng này. Cảm ơn anh Quang Việt rất là nhiều.